Kênh Sức Khỏe Cây Trồng xin kính chào toàn thể quý vị và quý bà con. Chào mừng bà con quay lại với một cái chủ đề mà bà con thăm hỏi khá là nhiều trong thời gian qua. Đó là cái việc mà chúng ta quy đổi những cái liều lượng trên những cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật khác nhau. Tại vì mỗi một cái sản phẩm, mỗi một loại bao bì thì họ có những cái cách đăng ký khác nhau trên mỗi loại cây trồng. Cho nên là họ thể hiện những cái đơn vị về cái liều lượng nó sẽ hơi khó hiểu với bà con chúng ta. Thông thường là chúng ta thấy những cái liều giống như là ml trên lít hay là gam trên lít thì cái điều này nó bình thường rồi. Rồi sau này trên cái cây ăn trái của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy lại cái liều lượng phần trăm nè, rồi lít trên hecta, ký trên 1 hecta. Và sau này thì liên quan tới cái nồng độ ppm nữa chị, quý vị thì trên vi lượng hoặc là một số cái sản phẩm chuyên về chất kích thích sinh trưởng đó, thì nó có thể hiện cái dạng ppm này, thì đâu đó cũng sẽ làm cho bà con mình chưa quen, chúng ta cảm giác là nó còn hơi nhọc nhằn tí xíu. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hết tất cả những vấn đề liên quan tới những cái đơn vị liều lượng này. Kính thưa quý vị và quý bà con, thì trước khi để bắt đầu vào nội dung video này thì chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị, thì Mekong Agri là một đơn vị kinh doanh và lắp đặt chuyên về hệ thống tưới nông nghiệp và tưới cảnh quan, kinh doanh những dòng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Và gần đây thì chúng tôi phát triển thêm một mảng nữa, đó là cái hệ thống phun thuốc tự động. Với những cái thông tin liên quan và cần thăm hỏi thì bà con có thể liên hệ về với đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua ba số điện thoại của bên dưới, thì anh em sẽ tư vấn ban đầu cho bà con chúng ta. Và nếu như bà con thấy phù hợp thì sẽ có đội thiết kế đến từng vườn để hướng dẫn cho bà con chúng ta. Kính thưa quý vị, thì khi mà chúng ta nhìn vào bao bì của bất cứ một cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật nào thì chúng ta cũng sẽ thấy cái liều lượng như thế này. Thì họ thể hiện là một cái con số là từ liều lượng thấp cho đến liều lượng cao, trên một cái đơn vị thường thường sẽ là bình 16 lít hoặc bình 25 lít. Rồi khi mà bà con mình sử dụng qua cây ăn trái thì bà con sẽ hỏi là vậy thì phi 200 lít của tôi thì phun bao nhiêu? Thì cái cách chúng ta quy đổi như thế nào? Thì đây là một cái vấn đề khá là quan trọng. Và nếu bà con mình nắm được cái việc cơ bản này rồi thì bà con mới quy đổi những cái dạng ký hoặc là dạng phần trăm mà chúng ta chuyển về cái dạng này thì nó mới dễ. Rồi chúng ta sẽ thử một bài toán quy đổi nha. Rồi thì chúng ta chỉ mặc định là chúng ta lấy cái liều lượng chúng ta chia cho cái dung tích bình là nó ra thôi quý vị. Để mà chúng ta ra con số là gì? Bao nhiêu ml trên 1 lít, để chúng ta mới biết là chúng ta cần bao nhiêu lít thì chúng ta nhân lên là xong. Tương tự thì liều lượng về gam nó cũng tương tự như thế. Thì bà con cứ lấy cái con số là nhỏ nhất chúng ta chia cho 25. Rồi con số lớn nhất chúng ta cũng chia cho 25, có nghĩa là bình 16 thì mình chia 16, bình 25 thì mình chia 25. Tương tự ở dưới thì cái liều lượng gam cũng tương tự như thế. Thì nó sẽ cho chúng ta một cái đơn vị tính nhỏ nhất. Đó là ml trên lít đối với dạng dung dịch và gam trên lít đối với dạng tính khối lượng. Thì vậy thì đây chúng ta sẽ hiểu là với 15 cc cho bình 25 lít thì nó sẽ tương ứng với liều là 0,6 ml trên 1 lít. Và nếu mà chúng ta sử dụng liều cao nhất là 25 cc cho bình 25 lít thì lúc này liều của chúng ta sẽ là 1 cc trên 1 lít. Rồi vậy thì bà con chỉ cần lấy con số này nhân cho 200 thì nó ra cái liều lượng mình cần xử lý cho cái phi của mình thôi. Rồi tương tự ở dạng gam thì quý vị chỉ cần lấy con số nhỏ nhất 20 chúng ta chia cho 25 thì nó ra liều là 0,8 gam trên 1 lít. Và liều 30 gam liều cao nhất chia cho 25 này thì nó sẽ ra liều là 1,2 gam trên 1 lít. Rồi chúng ta cứ mặc định chúng ta lấy những con số này. Chúng ta nhân cho cái phi 200 lít của mình, hoặc là phi 100 thì mình nhân 100, phi 150 mình nhân 150, phi 200 mình nhân 200. Thì nó sẽ ra một cái khoảng biến thiên từ liều thấp nhất cho đến liều cao nhất, và quý vị quyết định cái liều nào là tùy theo cái điều kiện dịch hại của quý vị. Đó, nếu mà dịch hại thấp mới chớp xuất hiện thì chúng ta có thể sử dụng liều thấp nhất để chúng ta tiết kiệm chi phí nhưng mà vẫn mang lại một cái hiệu quả cao. Rồi nếu mà áp lực dịch hại cao thì buộc chúng ta phải sử dụng liều cao nhất để quản lý dịch hại được tốt hơn. Và cái áp lực này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái đoạn giữa, ví dụ như thay vì là 120 cho đến 200 thì giờ chúng ta sử dụng 150, 160, 170 cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ thực tế trên một số bao bì nha quý vị. Rồi cái này hơi nhỏ quý vị khó xem, nhưng mà quý vị chỉ cần chú ý theo cái con chó đang di chuyển này thôi quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy một cái khuyến cáo nè, có khi nó để ở dạng ký là bà con không biết chia như thế nào để mà ra cái bình 25 lít của mình, thì mình chỉ cần quy về cái liều thấp nhất đó là bao nhiêu gam trên 1 lít để mình nhân lại thôi. Thì nếu như chỗ nào mà nó có chú thích sẵn cho quý vị là phải phun từ 600, 400 đến 600 cho một phi 200 lít đó, thì gì quý vị cần chỉ cần lấy con số này chúng ta chia lại cho cái phi 200 lít đó thì nó sẽ ra được liều lượng bao nhiêu gam trên 1 lít. Rồi nếu mà chúng ta sử dụng bình máy nhỏ thì chúng ta chỉ cần lấy cái lượng này chúng ta nhân cho cái bình máy của mình thôi thì nó sẽ ra cái con số. Thì đơn giản thì chúng ta chỉ cần lấy cái con số đó chúng ta chia thì nó sẽ ra. Thì khi đã có con số này rồi thì chúng ta sẽ nhân lại cho cái bình phun của mình. Đó thì nó sẽ ra liều lượng trên mỗi bình phun. Rồi ở cái dạng phần trăm đó quý vị, phần trăm này nếu như quý vị mà nhớ theo cái cách tự nhiên nhất là chúng ta thấy liều 0,3 là mặc định là 3 gram trên lít. Tại vì đơn giản là 3%, 0,3% thì nó bằng 3 phần ngàn. 3 phần ngàn thì nếu như mà 1 lít của mình chia ra 1.000 phần thì trong đó nó chiếm 3 phần, như vậy nó sẽ là 3 gram trên 1 lít. Rồi dưới này quý vị sẽ thấy là con số từ 0,3 đến 0,4 nha, thì có nghĩa là chúng ta nhớ nó tương ứng khoảng 3 đến 4 gram trên lít là xong. Còn đây 0,25 có nghĩa là nó sẽ là 2,5 gram trên 1 lít.
Rồi nếu mà nó có như thế dạng như thế này thì bà con mình hiểu như vậy. Còn nếu mà nó đã có chú thích sẵn ra là sử dụng bao nhiêu gram trên phi 200 lít thì nó quá dễ cho chúng ta rồi. Đó, đây là những cái trường hợp mà nó trình bày có thể là hơi cụ thể, có nghĩa là trên bao bì họ, cái bao bì họ lớn ấy, họ trình bày đầy đủ. Đó, còn với một số cái dạng gói nhỏ hoặc là chai nhỏ dài chục c hoặc là trăm c hoặc là gói chỉ có vài gram thôi thì hầu hết cái thông tin họ sẽ không để cái dạng bảng như thế này. Đó, thì bà con mình sẽ hơi khó hiểu một tí. Đó, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lần trong những cái trường hợp đó. Một cái cách tính nữa này quý vị, một cái cách tính mà nó tính cái lượng ký trên một hecta, có nghĩa là nếu mà chúng ta trồng trên những cái cây trồng đặc, ví dụ như trồng chè, trồng ngô, trồng thuốc lá, trồng lúa đó, thì cái cây trồng của mình là nó đều ở trên cái bề mặt hết trơn rồi. Cho nên thì cái phương pháp này chúng ta có một cách tính khác nữa, khác với phương pháp lúc nãy, đó là chúng ta tính nhỏ lại 2 ký trên một hecta. Nghe, một hecta có nghĩa là 10 công tầm nhỏ mình đúng không, thì chúng ta chia cho 10 thì nó sẽ ra là 200 gram trên 1000 mét vuông. Rồi chúng ta biết là trên 1000 mét vuông mình có 200 gram, thường thường trên 1000 mét vuông đó mình phun mấy bình. Rồi nếu như 1000 mét vuông của mình là mình phun 2 bình thì như vậy thì cứ mỗi một bình vậy là 100 gram, thì đây nó cũng chút xích ngược lại, đây là 100 gram, thì đây là cũng là một cái cách quy đổi của người ta. Nếu mà nó có hướng dẫn gì thì đã chi tiết cho quý vị, còn nếu không thì quý vị tự quy đổi. 2 ký trên 1 hecta thôi, bây giờ lên 3 ký đi, 3 ký 1 hecta thì như vậy thì 1000 mét vuông chia cho 10 đi thì nó sẽ còn lại là 300 gram. 300 gram mà tôi phun 2 bình vậy thì cứ 1 bình 150 gram, nó cứ vậy. Rồi một cái phương pháp khác, ví dụ như bây giờ trên một số cái loại cây trồng khác bây giờ nó không tính phi cho mình mà nó chỉ cho mình cái bình phun thôi, thì quý vị có thể quy đổi ngược, có nghĩa là nó quy định liều là 100 gram cho 25 lít nước, thì chúng ta cứ lấy 100 gram chúng ta chia cho 25 lít, như vậy thì nó sẽ ra là 4 gram trên 1 lít. 4 gram trên lít thì nếu như quý vị phun phi 200 lít thì chúng ta cứ lấy 4 gram trên lít chúng ta nhân ngược lại cho phi 200, thì lúc đó nó sẽ ra là 800 gram, thì mặc định lúc đó chúng ta cứ đổ 800 gram vào một phi và chúng ta phun. Đó là cách mà chúng ta quy đổi giữa bình 25 lít qua phi 200 lít và ngược lại từ phi 200 lít quay ngược lại bình 25 lít. Cái quy cuối cùng của chúng ta là nó ra ở dạng gram trên lít hoặc là ml trên lít trước, rồi sau đó chúng ta sẽ nhân lại cho cái dung tích của cái bình mình muốn sử dụng là bình 25 lít, bình 16 lít, bình 20 lít hay là phi 200 lít. Thậm chí có những loại phi nhỏ hơn là 100 hoặc 150 nữa quý vị. Rồi chúng ta sẽ thêm một số cái ví dụ khác. Đây. Ở đây thì nó sẽ chi tiết hơn một tí xíu nữa quý vị, nhưng mà lúc này thì ví dụ như chúng ta phun trên tiêu mà chúng ta sử dụng cái phi đi. Thì để cái liều này cái mình không biết là trên phi phun nhiêu nè. Thì chúng ta lại tiếp tục làm ngược. Là chúng ta cứ lấy nè, nó khuyến cáo là 40 gram cho bình 16 lít thì chúng ta cứ lấy 40 gram chúng ta chia cho 16. Để nó ra là 2,5 gram. Ra 2,5 gram trên lít, bây giờ mình phun bình 25 thì mình cứ lấy 2,5 này mình nhân với 25 là ra cái lượng thuốc tương ứng cho bình 25 lít. Hoặc là chúng ta phun phi 200 lít thì chúng ta cứ lấy 2,5 gram này chúng ta nhân cho 200, đó thì nó sẽ ra lượng thuốc cần phun cho phi 200 lít. Nó đơn giản là như vậy. Rồi, một cách quy đổi nữa, đôi khi nó sẽ không để cái liều trên một bình phun quý vị, mà nó để là cái lượng ký giống như lúc nãy đó. Thì quý vị có thể chia theo tổng lượng nước, tại vì nó 1 ký trên hecta mà mình đâu có biết cái 1 hecta phun bao nhiêu nước đâu. Đó thì chúng ta phải nhìn cái khuyến cáo lượng nước của khuyến cáo của họ là bao nhiêu. Ví dụ như họ khuyến cáo đây là 500 lít, 400 đến 500 lít thì chúng ta cứ lấy tổng cái lượng thuốc khuyến cáo trên 1 hecta chia cho tổng lượng nước khuyến cáo trên 1 hecta thì nó sẽ ra liều. Đó, nó ra liều đây là 2 gram trên lít. Đó, thì lúc đó là quý vị dùng phi thì chúng ta nhân cho 200. Đó, lấy liều 2 gram trên lít này chúng ta nhân cho 200. Còn chúng ta phun bình 25 lít thì chúng ta lấy 2 gram trên lít này chúng ta nhân cho 25. Đó, thì nó ra sẽ ra là 50 gram trên một bình phun. Thì cứ tương ứng như thế mà quý vị quy đổi qua lại thôi, nó rất là dễ. Chúng ta chỉ cần quy về bao nhiêu gram trên lít nước, bao nhiêu ml trên một lít nước là chúng ta có thể hoàn toàn giải quyết được hết. Rồi tương tự, ví dụ như dưới này là mình thấy là ví dụ như sầu riêng, cacao đi, cũng ít ai sử dụng bình phun đúng không? Người ta sử dụng phi là nhiều. Mà đây là khuyến cáo cho bình 16 lít. Đó, thì chúng ta cứ lấy là cái lượng khuyến cáo là 32 gram chia cho cái bình 16 lít. Đó, thì nó sẽ ra 2 gram trên lít. Đó, rồi chúng ta cứ nhân lại 200 cho phi 200 lít của mình. Nhân cho 150 cho cái phi 150 lít của mình. Đó, cứ như thế thì chúng ta tính lên thôi, chứ cũng không có gì cả. Rồi một cái ví dụ nào nó coi phức tạp hơn hay không? Rồi ở đây thì cũng tương tự như thế nha quý vị. Ví dụ như ở đây thì nó khuyến cáo ở dạng phi nhưng mà lại không có dạng bình phun. Đó thì chúng ta lại quy đổi ngược, chúng ta cứ lấy tổng số khuyến cáo trên phi chia ngược lại cho cái phi. Rồi nó sẽ ra là liều lượng trên 1 ml trên 1 lít nước là bao nhiêu, rồi chúng ta nhân ngược lại cho cái bình phun của mình. Đó, nhân ngược cho 20 nếu như chúng ta sử dụng bình phun 20. Nhân cho 25 nếu mà chúng ta sử dụng bình máy 25 lít. Đó, còn ngược lại là ở dưới đây thì nó lại thấy ví dụ cà chua, bắp cải thì lại sử dụng bình phun nhiều. Nên là nó chia ra nó lại khuyến cáo ngược lại là khuyến cáo bình phun chứ không khuyến cáo phi. Nhưng mà đôi khi chúng ta trồng cái cà chua lớn quá chúng ta cũng có kéo phi chúng ta phun, vậy thì chúng ta lại quy ngược lại lần nữa.
Thì chúng ta cứ lấy 40 này chia cho 25 lít để ra là bao nhiêu ml trên 1 lít nước. Rồi chúng ta lại nhân cho cái lượng nước trên cái phi của mình. Thì nó sẽ ra liều lượng trên một lần phun của chúng ta. Rồi kính thưa quý vị, đây sẽ là trường hợp nhức đầu nhất đây. Đó là liều lượng khuyến cáo toàn bộ là lít trên hecta hết. Nhưng mà chúng ta nhìn vô chúng ta không biết phun cái liều nhiêu chứ. Rồi đây thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta tính quý vị. Thứ nhất là chúng ta đã biết được liều lượng thuốc trên 1 hecta rồi. Vậy thì bà con phải tìm cái khuyến cáo của nó là bao nhiêu lít nước trên hecta. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần lấy liều lượng chúng ta chia lại cho lượng nước là ra thôi. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ lấy liều lượng này nha. Là 0,25 đến 0,5 lít. Vì nghĩa là ở đây là 0,25 lít là 250 ml đúng không? Ở đây là 0,5 lít, có nghĩa là 500 ml thì chúng ta chia lại cho con số trung bình. Ví dụ như họ khuyến cáo là từ 400 đến 600 lít nước trên hecta thì giờ mình lấy 500 lít thôi để mình dễ chia con số. Rồi xong rồi chúng ta lấy liều cao nhất chúng ta chia ra là ra liều lượng trên 1 lít. Đó, chúng ta lấy cái liều thấp nhất chúng ta chia cho lượng nước thì nó sẽ ra cái liều thấp nhất ở đây. Như vậy thì lúc này trên cái liều từ 0,25 cho đến 0,5 lít trên 1 hecta nó sẽ chuyển thành một cái liều là từ nửa cc cho đến 1 cc trên 1 lít. Rồi, tùy theo áp lực dịch hại mà bà con mình chọn liều thấp hay liều cao. Rồi chúng ta lấy cái liều đó chúng ta nhân cho cái bình phun của mình. Bình phun 25 chúng ta nhân 25, phi 200 chúng ta nhân cho phi 200. À vậy là xong. À, đây là phương pháp tính dựa vào liều lượng khuyến cáo trên hecta mà có khuyến cáo cái liều lượng nước cụ thể. Còn nếu như không có lượng nước nữa thì chúng ta giải quyết sau đây. Rồi nếu như mà không có lượng nước quý vị, không có lượng nước khuyến cáo trên hecta thì chúng ta sẽ chia ngược lại, chúng ta chia theo công. Có nghĩa là họ ở đây họ khuyến cáo của mình là 0,5 lít trên 1 hecta. Như vậy thì mình cứ chia cho 10 để nó ra trên 1.000 mét vuông là bao nhiêu. Thì lúc đó chúng ta lấy nửa lít chúng ta chia cho 10 thì nó sẽ ra là 50 cc cho 1.000 mét vuông. Nó sẽ ra là 50 cc cho 1.000 mét vuông. Và lúc đó thì 1.000 mét vuông cây trồng của mình là mình đã biết phun bao nhiêu bình rồi, thì mình chỉ cần lấy cái liều lượng trên 1.000 mét vuông đó mình chia đều lại cho số bình phun của mình là được. Ví dụ như đây chúng ta dự định là phun 2 bình. Thì mình cứ lấy 50 chia lại cho 2 bình thì cứ mỗi bình phun là 25 cc. À vậy là xong. Rồi trong một số trường hợp thì tuy họ có để cái nồng độ là ở dạng phần trăm quý vị, nhưng mà họ cũng có quy đổi sẵn cho mình ha. Rồi nếu như mà họ không có cái bảng quy đổi này cho mình thì bà con cũng tự biết cách tính ha. Ví dụ như đây là liều lượng rất là thấp. 0,075%. Thì chúng ta giật cái dấu chấm này vô một con số 0 thì nó sẽ trở thành phần ngàn là 0,75 phần ngàn. Mà 0,75 phần ngàn sẽ là 0,75 ml trên 1 lít nước hoặc là 0,75 gram trên 1 lít. Thì lúc đó chúng ta lấy con số này chúng ta nhân cho cái bình phun của mình hoặc là nhân cho cái phi của mình là ra ha. Ở ngoài ra thì đôi khi họ có khuyến cáo là một cái liều lượng thấp nhất bên đây quý vị, nhưng mà khi mà chúng ta áp dụng cái công thức diễn giải bên này thì nó sẽ cho ra một cái liều lớn hơn ha. Thì lúc đó chúng ta hiểu là a cái liều họ quy định đây là liều thấp nhất và cái con số mà họ cho mình trên bình phun là một cái con số trung bình. Nếu mà chúng ta áp dụng một cái lượng nước nhiều thì nó sẽ tốn nhiều thuốc hơn, chúng ta áp dụng một cái lượng nước ít thì nó sẽ tốn thuốc ít hơn. Rồi một cái dạng khuyến cáo nữa quý vị, thì nó sẽ không có một cái lượng nước cụ thể nhưng mà nó sẽ có liều. 150 ml cho phi 200 lít thì chúng ta chia ra thì có thể nó ra một cái lượng ml trên 1 lít rồi. Thì khi đã có cái dung tích ml trên 1 lít rồi thì bà con nhân cho cái bình phun của mình thôi. Rồi khi đã có dung tích này rồi thì bà con nhân cho cái bình 25 lít hoặc là bình 20 lít của mình thôi, thì nó sẽ ra cái lượng thuốc mình cần. Và ở đây thì họ sẽ không có khuyến cáo là lượng nước là bao nhiêu, thì chúng ta chỉ cần phun ước đều tùy theo cái điều kiện đối tượng của dịch hại. Còn nếu như bà con mình áp dụng phi thì mình cứ áp dụng đúng cái liều này và chúng ta phun ước đều cây trồng của chúng ta là được ha, chứ không có một cái lượng nước cụ thể. Rồi một cái trường hợp khó hơn nữa quý vị, đó là cái liều lượng trên 1 hecta nó cũng biến thiên và cái liều lượng nước sử dụng trên 1 hecta nó cũng biến thiên, thì lúc này sẽ do bà con mình chọn theo cái áp lực của dịch hại. Ví dụ như áp lực cao thì chúng ta chọn cái liều cao nhất và chúng ta chọn cái lượng nước nhiều nhất. Thì khi đó thì bà con chỉ cần quy đổi là chúng ta chọn cái liều nào và chúng ta chọn bao nhiêu lít trên 1 hecta thì nó sẽ ra cái liều để cho mình phun. Rồi tùy theo cái đối tượng mà bà con mình chọn thì lúc đó chúng ta sẽ chọn lượng nước là nhiều nhất hay là thấp nhất hoặc là ở giữa cũng được. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính ra được cái liều trên mỗi ml trên 1 lít nước là bao nhiêu. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần nhân lại cho bình phun của mình là được. Rồi kính thưa bà con ha, một cái thông tin liên quan tới BBM là bà con hỏi rất là nhiều trong thời gian qua. Thì này chủ yếu nó dính tới cái chất điều hòa sinh trưởng GA3 là nhiều. Tại vì trong một số tài liệu thì chúng tôi có chia sẻ với bà con chúng ta là cái nồng độ khoảng từ 5 đến 10 BBM ha. Thì đó là chúng tôi có chú thích, đó là 1 gram nguyên chất cho 100 lít nước. Thì bà con hỏi là sao tại có những cái sản phẩm nó khuyến cáo lại tới 5 gram dữ vậy. Thì bà con nhớ là 1 gram nguyên chất ở đây nó là 100% ha. Còn nếu mà trong cái GA3 những công ty sản xuất thì có thể là cái nguồn của họ là chỉ 10% thôi, hoặc là 20% hoặc là 40%. Thì họ phải tính ra cái liều lượng tương ứng này. Thì ví dụ như cái sản phẩm mà chúng tôi minh họa đây là 20%, thì bà con phải sử dụng 5 gram thì nó mới trở thành 1 gram nguyên chất trên 100 lít nước, thì nó mới ra con số 10 BPM này được. Thì bà con cứ sử dụng theo khuyến cáo của những công ty đó
thì họ đã tính toán cái việc này cũng tương ứng với những cái khuyến cáo của nhà khoa học rồi. Rồi những cái sản phẩm khác thì họ sẽ có những cái khuyến cáo liều lượng khác quý vị. Ví dụ như cái lúc đó cái nồng độ nó còn 10% thôi thì có thể là 10 gram trên một cái 100 lít nước luôn thì nó mới ra 10 ppm. Đó, hoặc là có những sản phẩm nó lên tới 40% thì họ chỉ cần khuyến cáo khoảng 2,5 gram thôi là nó sẽ ra con số 1 gram nguyên chất này. Đó, tương tự như vậy thì quý vị hiểu. Cái cuối cùng thì quý vị cứ sử dụng đúng theo cái khuyến cáo của họ là được. Rồi còn nếu như quý vị chúng ta muốn giảm liều xuống thì có hai phương pháp thôi. Một là vẫn là cái khuyến cáo đó mà con tăng lượng nước lên gấp đôi. Đó, hoặc là chúng ta vẫn giữ cái lượng nước này và chúng ta chỉ cần giảm liều đi một nửa so với cái liều khuyến cáo. Vậy là chúng ta đã giảm liều rồi. Rồi nếu mà trong trường hợp khác mà chúng ta muốn tăng liều thì sao ạ? Đó, tăng liều thì lúc này nó sẽ lên là 15 ppm đi. Đó, thì lúc này nó sẽ là 1,5 gram. Có nghĩa là nó tăng gấp rưỡi so với cái liều 10 ppm. Đó, thì lúc đó thì bà con chỉ cần gấp rưỡi cái liều này lên thôi là được rồi. Đó, thì chúng ta cứ lấy 5 gram thì chúng ta cứ lấy một gói rưỡi. Đó, thì nó sẽ ra 7,5 gram là ok. Chứ cũng không có vấn đề gì cả. Rồi kính thưa quý vị và quý bà con thì cái video về cái quy đổi liều lượng thì chúng ta xoay quanh một số ví dụ như thế này thôi. Chúng tôi sẽ xin phép dừng video này lại ở đây. Tuy nhiên thì cũng nhắc lại với quý bà con thì Mekong Agri là một đơn vị kinh doanh và lắp đặt hệ thống tưới nông nghiệp cảnh quan cũng như là hệ thống phun thuốc tự động, kinh doanh phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Thì với mọi thắc mắc hoặc là những cái thông tin gì bà con mình cần tham hỏi thêm thì có thể để lại bình luận bên dưới video này hoặc là liên hệ về với đội kỹ thuật của chúng tôi thông qua những số điện thoại đang xuất hiện bên dưới. Thì đội kỹ thuật sẽ hướng dẫn cho bà con chúng ta ban đầu cũng như là đưa ra những cái về báo giá hoặc là thiết kế. Thì sẽ có đội thiết kế đến tận vườn bà con chúng ta để hỗ trợ thông tin cho quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại quý vị và quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.